thẳng một người tiếp là chúng ta sẽ bố trí ví dụ như là cột cho công trình nhá. Đây, mọi người nhìn đây đi, tập trung vào đây. Thì ví dụ như ở đây tôi muốn bố trí cột cho công trình, thì trước khi bố trí cột cho công trình thì mọi người sẽ thấy ví dụ như tôi ở level tầng móng của trong kiến trúc này thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái gì, nhìn thấy móng, nhưng ở level tầng móng này chúng ta sẽ nhìn thấy móng. Thì cái mặt bằng kết cấu này nó khác nhau ở phần view rain này, mọi người chịu view rain này. Thì ở trong cái view rain này nó chia rất rõ ra là level tầng móng là 600, cắt qua 300 và sâu xuống 1m2, nhìn sâu xuống là 1m8, nên là cái phạm vi nhìn của nó là từ vị trí số 3 này, là số 3 này, là bottom này. Đây này, bạn sẽ thấy bottom là âm 1m2 không? Vị trí số 3 này, còn cắt lên là số 2 này, nó sẽ nhìn từ số 3 đến số 4 này. Phạm vi của kết cấu này là cái số 6 này, nó là view deep này. Mọi người thấy không? Là cái khoảng nhìn view deep của nó là trừ 1m8 này này. Nó màu vàng vàng này. Thì phần này là phần của kết cấu. Còn kiến trúc của chúng ta thì sao? Kiến trúc ấy thì nó sẽ là cắt qua 1m2. Tất cả đều cắt qua 1m2 mà. Đây này. Cắt lên này là cắt qua 1m2, chúng ta nhìn thấy toàn bộ bậu cửa ấy. Và chúng ta nhìn ấy là nhìn từ số 3 trở lên. Có nghĩa là gì? Từ đây cho đến cốt hoàn thiện này, cho đến gì? Đến phần trần. Đây này, top là bên trên này, là số 1 đây này. Mọi người hiểu không nhỉ? Thì khi mà chúng ta nhìn ở trong mặt bằng kiến trúc này thì chúng ta sẽ không nhìn được xuống từ dưới khỏi cái cốt level ấy. Còn như ở trong đây thì nó sẽ làm sao? Nhìn thấy, bởi vì thì cái này nó đều là chỉnh từ cái view lên này, và các cái view lên này đều có thể chỉnh được. Ví dụ đây tôi đang muốn cắt qua 1m2 chẳng hạn, nhưng sau này có những dự án tôi chỉ muốn cắt qua bao nhiêu thôi, 800 hay bao nhiêu, hoặc là nó sẽ chia được zone ra, ví dụ chỗ này cắt qua 800, chỗ này cắt qua 1m2, vì sau này nó có sẽ các bạn làm nhà lệch tầng ấy, các bạn sẽ thấy là muốn thể hiện cùng trên một mặt bằng mà cắt 1m2 giật ấy. Đấy thì nó sẽ thể hiện được cái đấy. Mọi người hiểu cái hiển thị của mặt bằng kết cấu và mặt bằng kiến trúc chưa? Ok. Đấy. Rồi, thì tiếp tục đây bố trí cột thì tôi về bây giờ tôi sẽ làm việc toàn bộ trên structure plan này, chọn này. Thì ví dụ như chúng ta sẽ vào kết cấu này, kết cấu nó sẽ có cột. Và trong kiến trúc này nó cũng sẽ có cột. Và đây nó sẽ cột là structure column là cột kết cấu. Còn đây là column architecture là cột kiến trúc. Được nhá? Cột kiến trúc với cột kết cấu thì khác nhau như nào? Cột kiến trúc thì nó tham dự vào việc là làm trang trí thôi, mọi người hiểu không nhỉ? Là sau này mình sẽ vẽ cái cột trang trí, còn cột kết cấu là những cột mà làm sao? Nó cũng ít, nó cột kết cấu thì đương nhiên nó chịu lực rồi, được nhá. Nhưng mà vấn đề là nó cũng nhiều lúc nó sẽ tham gia vào, nhưng mà nó sẽ được mặc định là nó được quy về thuộc về dạng kết cấu là nó tham gia vào vào đỡ và vào tham gia vào tính chất kết cấu của công trình, đúng không? Thì đây tôi chọn ở đây vào kiến trúc nó có kết cấu thì tôi chọn structure column này, thì mọi người sẽ thấy đây nó đang cho ta một cái thử cột thép đây, bạn thấy không? Tôi muốn cột bê tông thì tôi load family, thì các bạn sẽ chọn cột đấy, thì chúng ta không chọn cột ở ngoài này đâu, không phải là column này mà chúng ta phải chọn là gì, là structure column, là chữ structure đứng đầu ấy. Đây chọn này, thì trong đây nó có cột gỗ này, cột thép này, precast concrete là bê tông đúc sẵn này, còn đây là bê tông này, bê tông đổ tại chỗ. Chọn này, tôi chọn cột này, rectangle này, load này, thì mọi người sẽ thấy cái cột này đúng không? Tôi edit file đi, tạo điều kiện đi. Ví dụ như tôi chọn cái cột đây là ví dụ như là C, cột là 220 nhân với cả bao nhiêu, 220 chẳng hạn, đúng không? Ok, thì các bạn chỉ việc thay thế đây là bao nhiêu, 220, và đây là 220. Ok. Và khi chúng ta bố trí ấy, thì các bạn nhớ cho tôi là mình đang ở tầng móng đúng không? Nếu mà mình ta chọn ở đây ấy, cái bố trí này nó là deep, là sâu xuống ấy, thì khi mà chúng ta tích vào đây, đã bố trí ở đây ấy, thì cái này nó sẽ đẩy xuống từ cái level này đẩy xuống dưới. Còn nếu mà chúng ta chọn đây là hai cao, là cao đến tầng nào, ví dụ tôi chọn đến sân vườn chẳng hạn, thì nó bố trí vào đây thì bạn sẽ thấy cột ở đây này. Và đây mọi người sẽ thấy một cái nó bị làm sao tụt xuống, và một cái là từ tầng gì, là từ tầng móng đến sân vườn, mọi người thấy không? Đây,
đến tầng 1 này, mọi người thấy chưa? Thì đây chúng ta tạo level ra để làm gì? Để chúng ta khống chế các cấu kiện đấy. Còn chỗ này chúng ta có thể chỉnh sửa được là từ tầng móng đến tầng gì? Đến sân vườn. Nhưng mà cái bay offset này bằng gì? Bằng không. Ok, thì chúng ta cũng đưa được về nhỉ. Này, tầng 1. Mọi người thấy không? Thì chúng ta sẽ về tầng móng này. Này, mọi người thấy cái cột đấy không? Đó, chúng ta cũng có thể là chọn vào đây. CS này. Đang bố trí thì đây nó có phần là gì? Add grid này. Thì trước khi add grid đấy, các bạn chọn tới chiều cao này, đến tầng nào? Đến tầng tầng 1 chẳng hạn. Add grid đấy. Chọn này, quét qua đối tượng này. Được nha, finish. Ok. Thì giao giữa các trục này sẽ có. Còn các cái cột này mình có thể làm sao? Copy. Ừ. Đây này, bắt điểm đây. Ừ. Ừ. Đây. Đúng không? Copy các cái cột này. Đúng không? Nhìn 3D đi. Mọi người thấy cột đấy không? Các vị trí cột đấy không? Thì cột ở đây nó sẽ có là bay level, top level, bay offset và top offset. Top offset ví dụ như sau này tôi muốn cái cột này cao như này, nhưng lại cao lên 1.000 chẳng hạn. Thì nó cao hơn 1.000 so với tầng gì? Tầng 1. Không. Đó. Thì những cái này ấy, nó sẽ là bay offset, top offset. Hoặc chúng ta có thể chọn đây, hoặc chúng ta có thể về bất kỳ một mặt đứng này chẳng hạn, chúng ta có thể chọn toàn bộ nha, chọn chọn toàn bộ gì cột này này, chúng ta sẽ chỉnh là từ tầng nào, từ tầng móng cho đến tầng gì sân vườn chẳng hạn đây, đúng không? Đấy, hoặc là chúng ta sẽ cho đến tầng 1, đúng không? Xong rồi từ tầng 1 chúng ta có thể copy toàn bộ cái này lên trên tầng trên chẳng hạn đây. Để làm sao chúng ta lựa chọn được cái cột này thì ta chọn cái cột này, chuột phải đây này, select visible in view, select luôn là chọn toàn bộ cái cột, làm sao có đối tượng này này, đây chọn vào đây này, chuột phải này, select in select all instance visible in view là chọn toàn bộ trên cái view nhìn này. Thì các bạn có thể ấn Ctrl C trên bàn phím, ấn Ctrl C trên bàn phím, và ở đây nó cũng phần paste này nó bị ẩn đi ấy, ta chỉ cần kích vào đây nó sẽ hiện ra này, và kích vào mũi tên này thì nó sẽ có align to select level là chọn vào tầng nào. Nếu tôi chọn vào tầng 2 này, cột này và đây cột lơ lửng tầng 2 đi không, hoặc là chọn nhiều tầng cũng được, thì ta có thể chọn là từ tầng 1 này cho đến tầng gì tầng 2, cái này bằng gì bằng không, bạn thấy không? Đây chúng ta đang vẽ theo từng tầng, thì sau này chúng ta sẽ thống kê được khối lượng theo từng tầng. Còn nếu về về mặt kiến trúc chúng ta cũng có thể là vẽ nhanh, thì chúng ta có thể cho lên tầng mái luôn, là cột nó phi thẳng. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, còn đây chúng ta đang xây dựng lại mô hình. Còn chúng ta muốn copy tiếp chẳng hạn, ví dụ như đây, bạn chọn này, Ctrl C này, paste này, align đến tầng gì? Tầng tầng 3 này. Ok, mọi người tầng 3 đây không? Thì mà tầng 2, từ tầng 2, tầng 3, cái này bằng 0 này. Bạn thấy không? Cột đây. Đấy, paste, các bạn align. Ví dụ bao nhiêu tầng chúng ta có thể paste lên đến tầng mái chẳng hạn. Đây, từ tầng 3 đến tầng mái, này bằng 0 này. Cảm thấy không? Đây là cột.